Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em bài số 8, đó chính là tốc độ gồm 3 clip rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 9, đó chính là đo tốc độ của em nha. Người ta hỏi ở đây, câu 9.1 này, tại sao cách đo tốc độ trong phòng thí nghiệm không phải là cách đo trực tiếp? Tại sao em? Trong phòng thí nghiệm, nhớ là nó là trong phòng thí nghiệm chứ không phải là thực tế, hiện trường thực tế. Em hiểu nào? Rồi. Vì chỉ đo được trực tiếp các cái đại lượng, vì đại lượng như em quãng đường này. Tại vì khi để đo tốc độ, vận tốc thì sẽ bằng là quãng đường chia thời gian. Như vậy ở đây nó cần xác định được hai đại lượng, đó chính là quãng đường và thời gian. Cái đúng nào? Còn muốn biết được tốc độ phải thông qua công thức này, đúng không? Nên cái cách đo đó là gọi là cách đo gián tiếp, chứ không thể nào chúng ta đo trực tiếp được. Mà trong phòng thí nghiệm thì chúng ta biết rồi. Đâu phải ví dụ như chúng ta xem thử chiếc mô tô hoặc là ô tô đó nó chạy bao nhiêu thì bắt buộc phải 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 ra cái hiện trường mà ví dụ như các cái anh cảnh sát giao thông á, anh có cái máy bắn tốc độ thì mới biết được, anh sẽ đo được cái quãng đường và cái vòng cái thời gian của quãng đường đó di chuyển bao nhiêu thì tăng tốc độ được tính trên máy, nên là mới phạt được các anh ô tô anh chạy. Em hiểu nào, chạy. Rồi, ok. Ta sẽ đi sang ở câu 9.2. Như nè. Một bạn đo tốc độ đi học của mình bằng cách này, đi học này. Các em về chúng ta sẽ tự đo của mình thử nha. Đếm bước đi từ nhà đến trường. Nghĩa là ví dụ như từ nhà đến trường chúng ta đếm ví dụ như đây là 100 bước chẳng hạn đi. Ví dụ thế. Đo thời gian đi bằng đồng hồ bấm giây. Nhớ đồng hồ bấm giây nha. Tính tốc độ bằng công thức này. Biết số bước bạn đó đếm được là 1.000, đây số bước ở đây là 1.212 bước này, mỗi bước trung bình dài đây là 0,5 mét, chứng tỏ đây sẽ nhân cho 0,5 mét sẽ ra được ở đây là cái quãng đường thế đó, và thời gian đi là trong vòng ở đây là 10 min, tính tốc độ đi bạn đó đúng không? Nhưng ở đây chúng ta ra mét trên giây đi. Như vậy 10 min để ở đây chúng ta sẽ đổi ra để giây. Thì chúng ta lấy 10 nhân ở đây cho 60 thì bằng ở đây là 600 giây. Em lấy 1 2 1 2 1 2 nhân ở đây cho 0,5 bằng ở đây là 606, ở đây là mét. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tính cái vận tốc. Như vậy từ đây chúng ta suy ra vận tốc của bạn đó là bằng S chia T sẽ bằng là 606 chia đây cho 600 gần bằng 1 đúng không? Bằng 1 phẩy mấy. Ta ước lượng ta sẽ thấy bằng 1,01 mét trên giây. Còn dù em muốn đổi ra km trên giờ thì chúng ta đi cắt rồi đúng không? Nâng cho 3,6. Rồi xong. Ok. Dù giáo viên hỏi bao nhiêu mét trên giờ thì lấy này nhân cho 3,6 cho thầy nhân luôn nha, 1,01 nhân đây cho 3,6 là bằng 3,636 km trên giờ. Thì là tốc độ đi của bạn đó nếu mà tính theo km trên giờ thì bằng 3,636, còn nếu tính mét trên giây bằng 1,01, được chưa? Đây nghe. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo. Bài tiếp theo này, bài 9.3 này. Camera của một thiết bị bắn tốc độ, nghĩa là cái này là chủ yếu là các anh cảnh sát giao thông á, hay sử dụng, cho người dân bình thường mình thì không có thiết bị này đâu. Thiết bị bắn tốc độ ghi được thời gian một ô tô chạy từ vạch móc 1. Đây, chúng ta nên vẽ ra. Từ ở đây là móc 1, ở đây là móc 2 ha. Cách nhau ở đây là 10 mét. Cách nhau 10 mét nghĩa là quãng đường ở đây là 10 mét. Và thời gian T đây tương ứng ở đây sẽ là 0,50 giây. Đây. Đây là thời gian này và đây là quãng đường này. Đúng không? Hỏi ô tô có vượt quá tốc độ cho phép là 60 km/h hay không? Xem thử là
Chứng tỏ bây giờ chúng ta sẽ tính ra, từ đây chúng ta sẽ tính ra được vận tốc. Và chúng ta sẽ so sánh gì? So sánh với lại 60 km/h. Nếu như mà từ 60 km/h trở xuống thì nó không vượt quá. Còn ví dụ như 61, 62 gì đó thì chắc chắn là sự vượt quá. Chứng tỏ bây giờ chúng ta sẽ tính từ đây. Bây giờ chúng ta ra mét trên giây, chúng ta sẽ đổi ra km/h, sau đó chúng ta so sánh với số này. Tính cái bài này như vậy. Như vậy V này sẽ bằng là quãng đường chia thời gian. Quãng đường ta là 10m chia thời gian ta là 0,550 sẽ bằng. Ta lấy 10 chia cho 0,550, 0,50 nghĩa là 0,5 thôi. Bằng 20. Thằng này bằng 20m/s. 20m/s. V này bằng 20m/s, chúng ta sẽ đổi ra thành km/h bằng 20 nhân cho 3,6. Có đúng không? Bằng 72 đúng không? 72 km/h. Đấy. Nếu như mà người này mà đi ô tô nha, phạt hơi bị nặng nha. Không? Nó quy định là từ 5 tới 10 là như là 800.000 nha. Còn từ 10 tới 20 là như 1 2 là triệu gì đó. Như vậy ở đây nó vượt tới 12 km này. Tại vì số liệu này nó lớn hơn, ở đây là 60 km/h. Thì chắc chắn ở đây là cái ô tô này là ô tô vượt quá tốc độ. Vượt quá tốc độ. Dù giáo viên hỏi thêm là vượt quá tốc độ là bao nhiêu, đó chính là chúng ta lấy 72 trừ 60 là bằng 12 km/h. Nghĩa là đoạn cái quãng đường đó nó chỉ cho phép là 60 km, ví dụ trên cái biển đó. Nó để ở đây là 60 thôi. Nghĩa là trên cái biển, trên biển mà nó để 60 km/h, nghĩa là ô tô chỉ được phép chạy từ 60 trở xuống thôi. Cái hiểu nào? Mà ở đây á, anh quốc lên tới 72 km/h, đạp thấy đường láng quá. Nhưng mà nó khổ nữa là cái đoạn đường này nó nằm trong khu dân cư nghe em. Đường láng cỡ nào thì láng thì chỉ 60 km/h là hết đá thôi. Chứ mà anh quốc lên tới 72 thì đường nào anh gặp công an giao thông anh tít lại là đường là vô anh đưa cái tốc độ ra là rồi ăn phạt ngay, ăn phạt ngay. Và ở đây là nó quá là tới 12 km/h thì thầy nghĩ cái tầm giá của nó còn tầm 1 đến 1,5 triệu hay sao. Thầy nhớ không nhầm là còn tầm đó, chứ còn là như từ năm nó có cái khung phạt em, dù vượt quá từ 5 tới 10 km là như 800 hay sao. Còn đây cũng cho 2 triệu đi. Nên khi mai mốt chúng ta có xe máy hoặc là đi ô tô chúng ta phải chú ý nha. Rồi đây nghe. Rồi ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo là bài số 9.4. Được chưa? Sau đây là bảng ghi kết quả đo tốc độ của một ô tô đồ chơi. Ô tô đồ chơi ha. Đồ chơi như vậy, ô tô thiệt nha. Chạy trên một tấm gỗ đặt nằm nghiêng dài. Đây là quãng đường ở đây là 60 cm này. Được không? Lần đo 1 này, quãng đường 60, đều là 60 hết. Thời gian đi này, ở đây tính bằng giây, đây là cm nha. Đồ chia nhỏ nhất ở trên thước và đồng hồ bấm giây dùng trong thí nghiệm này là bao nhiêu? Như vậy ở đây là thứ nhất, đồ chia nhỏ nhất ở đây là trên thước là bao nhiêu nha? Ở đây là 60 cm, thì đồng hồ thì cái ở trên thước này đã chính là bằng 0,1 em nhé, 0,1 cm. Và đồng hồ bấm giây dùng trong thí nghiệm này là bao nhiêu? Ở đây là 1,65, thì cái thằng này là không, đây 1,65 này, 1,68, 1,70 thì nó sẽ là 0,01 giây. Được không? Người ta yêu cầu cái là tính độ lớn trung bình của kết quả đo ra mét trên giây và km/h. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đổi ra nghe. Phải đổi ra. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này, lần 1 chúng ta này đã có quãng đường này. Ở đây chúng ta gọi là S1 và ở đây là cái thời gian là đây là T1. Như vậy thì thầy sẽ tính lần lượt nha. Ví dụ như T1 sẽ bằng S1 chia V1 sẽ bằng ở đây chúng ta 1 là chúng ta đổi ra luôn. 2. Bây giờ chúng ta đổi đi. Nhớ này, 1m thì bằng 100 cm. Thì chứng tỏ ở đây á, thì 1 cm thì bằng 0,01m. Có đúng không? Như vậy ở đây chúng ta đổi ra luôn. Thì thằng này sẽ bằng là lấy 60
chia cho 100 thì bằng, chứng tỏ quãng đường ta sẽ bằng là 0,6 này, S2 chúng ta bằng 0,6 và S3 chúng ta cũng sẽ bằng 0,6. Ở đây là mét, ở đây dây có rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy là 0,6 chia ở đây cho 1,65 bằng đây, ở đây V1 chứ sao T1, ở đây T1 đây, được không nào? Đó, tương tự như vậy V2 sẽ bằng S2 chia cho T2 sẽ bằng 0,6 chia cho 1,68 bằng V3 sẽ bằng là S3 chia T3 sẽ bằng 0,6 chia cho 1,70. Đó, cứ như vậy. Sau đó ở đây là mét trên dây, sau đó chúng ta đọc, đúng không? Chúng ta sẽ tính ra 0,6 chia cho 1,65. Đây sẽ bằng là 0, người ta nói là gì đây? Tính độ lớn trung bình của kết quả tốc độ ra mét trên dây và km trên giờ. Các em hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là ở đây là 0,36, ở đây là mét trên dây. Tương tự như vậy thì thằng này là 0,6 chia 1,68, đây sẽ bằng đây là 0,357 mét trên dây. Nếu làm tròn thì thằng này 0,36 luôn nè, bỏ số 7 ra đi, 0,6 chia đây cho 1,70 sẽ bằng, đây nghe, thằng này là 0,35 luôn, 0,35 mét trên dây. Đó, nếu mà từ mét trên dây mà chúng ta đổi ra km trên giờ thì thằng 0,36 này nè, 0,36 nhân cho 3,6 là bằng 1,296 km trên giờ. Tương tự thằng này 1,296 km trên giờ, còn thằng này 0,35 đúng không, nhân cho 3,6, thằng này là bằng 1,26 km trên giờ. Đây 0,35 này. Rồi bây giờ chúng ta tính vận tốc trung bình nha. Vận tốc trung bình, vận tốc trung bình theo mét trên dây hoặc là km trên giờ. Như vậy V trung bình này thì chúng ta lấy 3 cái V này, chúng ta cộng lại và chia 3, V1 cộng V2 cộng V3 chúng ta chia cho 3. Nhưng mà chúng ta lấy 0,36 cộng 0,36 cộng 0,35, ở đây chúng ta chia 3 ra là mét trên dây chút nha. 0,36 cộng 0,36 cộng 0,35 bằng chia cho 3. Đây, như vậy nó ra được 0,35. Nếu làm tròn ở đây thì nó sẽ là 0,36 mét trên dây. Các em hiểu không? Còn km trên giờ thì chúng ta sẽ đổi ra, lấy thằng này nó sẽ tương ứng ở đây là, cũng không là từ đây chúng ta nhân cho 3,6 luôn, ra được là 1,284 nha, 1,284 km trên giờ, vận tốc trung bình ạ. Được chưa? Các em hiểu không? Đó, một thì chúng ta sẽ đổi luôn giống như thầy như vậy cho nó nhẹ nhàng, nghĩa là chúng ta sẽ đổi từ cm ra mét, còn không ta tính ra chúng ta đổi được, hiểu không? Rồi đây, thầy cũng in sẵn này. Câu A, độ chia nhắc lên trước là 0,1 cm, còn thằng này là 0,01 giây nè. Người ta hỏi gì người ta trả lời cái đó thôi. Ở cái câu B, đây các em, tốc độ đo được ở lần 1, ở đây là 36,4 cm trên giây. Nếu chúng ta đổi ra mét trên giây, chúng ta nhân ở đây cho 100 nhé. Ta nhân ở đây cho 100, à thầy lỗi, chúng ta chia đây cho 100 nhé. Xin lỗi em nha, chia chúng ta 100 thì ra được là 0,36 này. Thằng này chia cho 100 cũng 0,36, thằng này chia cho 100 là bằng 0,35 này. Nếu ở đây thì nó sẽ gần bằng, ở đây là 0,36 mét trên giây này, thằng này cũng gần bằng là 0,36 mét trên giây này,
thằng này gần bằng là 0,35 mét trên giây này. Đó, chúng ta hiểu không nào? Chứ không phải xa đâu nha. Rồi, độ lớn trung bình thì chúng ta ở đây, chúng ta lấy này chia ra thì thằng này sẽ gần bằng là 0,358 mét trên giây, và nó cũng sẽ gần bằng là lấy số này nhân nhân cho 3,6 lại bằng 1,284 km trên giờ. Đấy, nhân với 3,6 á để đổi ra thành km trên giờ vận tốc của mình đó, được chưa? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok, trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 10. Chúc em học tốt nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.